Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Cà Phê Tech. Và chúng ta hôm nay sẽ trên tay chia sẻ hai sản phẩm, so sánh và đánh giá hai sản phẩm. Một là Realme 6 và hai là Redmi Note 9S. Hai sản phẩm này đến từ hai nhà, một là nhà Realme, một công ty con của Oppo, theo như mình tìm hiểu là vậy. Tiếp theo là con này là đến từ nhà Xiaomi. Thì chúng ta hãy cùng xem hai anh chàng này sẽ có những điểm gì khác biệt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần ứng dụng. Thì đối với Realme 6 thì chúng ta có thể thấy ở đây là sử dụng đồng thời cả CH Play và App Market từ Oppo. Vậy là sử dụng kết hợp giữa Android và ColorOS. Trong khi đó thì Redmi Note 9S thì chúng ta chỉ có CH Play, ở đây sẽ là Android thuần. Thì chúng ta sẽ cùng vào xem phần ứng dụng nhé. Ở phần CH Play Google Play thì chúng ta sẽ phải đăng nhập Realme 6 và App Market, và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa hai cái cửa hàng ứng dụng này. Và đối với việc trên Realme 6, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm được cả hai cửa hàng ứng dụng cùng một lúc. Wow, sẽ khá là thú vị. Và một số điều hướng cũng như là một số app và nhưng mà một số cái shortcut, cái phím tắt trong này nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng của ColorOS nhiều hơn. Trong khi đó thì bên Redmi Note 9S thì sẽ thuần với Android, nên là những bạn mà đang sử dụng Android thì rất dễ để sử dụng con này. Hai con cũng không chênh lệch quá nhiều về giá cả, có thể nói nó là cùng phân khúc. Và bây giờ chúng ta test thử âm thanh so sánh hai con này ha. Rồi, 1, 2, chúng ta có thể thấy là tiếng của con 9S khá là êm. Đấy, đây là tiếng của con 9S khá là êm. Và chúng ta hãy thử xem. Vậy chúng ta sẽ biết được là cái tiếng rè rè hơn nó từ đâu. Ở đây là đặt ở âm lượng cao nhất. Thì con Realme 6 nó sẽ hơi rè hơn một chút. Tức là về cái chất lượng loa có thể nó sẽ hơi chưa bằng con 9S. Thì như vừa rồi thì mình đã đưa các bạn xem so sánh về phần âm thanh cũng như là hình ảnh hiển thị đối với lại hai con này. Và mình đánh giá về mặt âm thanh thì con Redmi Note 9S sẽ đưa ra cái chất lượng âm thanh nhỉnh hơn so với lại Realme 6. Mặc dù vậy thì Realme 6 cũng đem lại chất lượng âm thanh có thể nói là chấp nhận được ở cái phân khúc này. Về mặt hình ảnh thì cả hai con đều tươi. Và có thể nói những cái sản phẩm từ nhà Oppo, từ nhà Realme thì về mặt chất lượng hiển thị có thể nói là khá tốt. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao hơn con Xiaomi Note 9S này, Redmi Note 9S này. Bởi vì hình ảnh nó sẽ tươi và nhìn nó nét và chân thực hơn một chút. Cũng như là có thể là do mình thấy là cái độ chênh lệch về cấu hình, tức là về màn hình của hai con cũng có sự lệch nhau. Trong đó là con Realme 6 nó sẽ nhỏ hơn con Redmi Note 9S một chút, nên là dẫn đến độ hiển thị nó sẽ ít hơn. Cả hai con đều có thiết kế dock display, là màn hình đục lỗ ở phía trước. Con Redmi Note 9S thì chúng ta sẽ thấy là thiết kế đục lỗ ở ngay ở giữa, trong khi đó thì của Realme 6 nó lại ở bên trái, cùng bên trái. Điều này mình cũng không đánh giá gì, có thể là phía Redmi Note 9S vẫn còn, đó là một đặc trưng khi mà ở đây nó luôn luôn ở giữa. Thì ở đây đã kể từ thời tai thỏ, và khi mà chuyển sang hết tai thỏ thì chúng ta có thể thấy là nó vẫn trung thành với việc ở vị trí này. Trong khi đó thì Realme chuyển hẳn sang bên này. Mà dù sao nữa thì việc này cho thấy là hai bên có những cái phong cách thiết kế khá là khác nhau.
Ngoài ra một yếu tố nữa liên quan màn hình, đó chính là cái độ hiển thị, cái màn hình viền, cái phần viền màn hình của hai con này thì mình đánh giá là của con Realme 6 nó sẽ dày hơn một chút so với lại Redmi Note 9S. Cho nên là cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào màn hình sẽ thấy là con Realme 6 vốn đã nhỏ hơn một chút so với lại Note 9S thì nay trông với màn hình nó sẽ còn nhỏ hơn nữa. Tuy nhiên cái cảm giác cầm nắm trên tay thì mình đánh giá cao hơn về Realme 6, bởi Realme 6 cầm rất chắc tay, và đặc biệt khi mà mình là con trai thì mình cầm mình cảm giác nó rất là vừa tay. Đó. Và cảm giác cầm rất là thích, rất là đầm, rất là vừa tay. Trong khi đó thì Redmi Note 9S có phần nào đó mỏng manh hơn một chút, mặc dù vẫn cầm nhưng mà so với lại Realme 6 thì Realme 6 cầm rất đã tay. Trong khi đó thì Redmi Note 9S thì có vẻ như cần được chăm chút hơn trong việc cẩn thận hơn trong việc cầm, nhưng mà dù sao nữa thì vẫn cầm rất vừa tay. Thiết kế hoàn thiện của hai bên khá tốt so với lại các sản phẩm cùng phân khúc. Đặc biệt thì ở đây có thể thấy là cái phần cảm biến vân tay của hai bên là đều đặt ở cái bên cạnh màn hình thay vì là đặt ở trong màn hình như các phân khúc mà flagship. Ok, về mặt hình ảnh chúng ta sẽ xem chụp hình của hai con, sẽ xem sự khác biệt nhé. Bây giờ cả hai con thì con Realme 6 chúng ta sẽ thấy là phần hình ảnh ở mức khá cơ bản, không có, cũng có phần macro nhưng mà không có phần chụp hình công nghệ AI. Tuy nhiên thì nó có một cái hạng mục gọi là 64 megapixel. Còn trong khi đó thì Realme Note 9S thì chúng ta chỉ có 48 megapixel. Tuy nhiên là có chụp ảnh công nghệ AI, cho nên là khi mà đưa ra phần xử lý hình ảnh thì cùng một tấm hình chúng ta có thể thấy là của con Redmi Note 9S tươi hơn và được xử lý tốt hơn. Tiếp theo là về phần video. Video thì chúng ta sẽ xem thử nhé. Video mình sẽ quay cả hai con này cùng một lúc. Rồi, đây là sản phẩm của mình sau khi quay xong. Đối với phần video của hai con này thì mình đánh giá là video của Realme 6 đưa ra hình ảnh nịnh mắt hơn. Mặc dù xử lý hơi không mượt lắm, trong khi mà quay, khi mà mình xem lại clip thì mình cái Realme 6 không thực sự mượt. Tuy nhiên là nó xử lý hình ảnh rất tốt trong khi phần quay video. Ngược lại Redmi Note 9S thì hình ảnh có phần hơi tối một chút trong điều kiện thiếu sáng cũng như trong điều kiện trong phòng. Tuy nhiên là hình ảnh quay rất mượt. Mặc dù mình đã di chuyển camera rất là nhiều nhưng mà nó vẫn giữ cái phần hình ảnh rất là ổn định, mặc dù không tươi bằng Realme 6. Tiếp theo là về phần chơi game. Đối với lại phân khúc này thì chúng ta sẽ không nên đặt các cấu hình quá cao. Tuy nhiên là sau khi mà mình chơi thử thì mình đánh giá là cả hai con đều chơi tốt. Tuy nhiên là nếu mà về mức độ trải nghiệm khi mà chơi game thì con Realme Note 9S này đem lại cái cảm giác cầm nắm trên tay chắc hơn và thoải mái hơn, bởi vì cái màn hình nó khá là thon dài và khi mà cầm nắm trên tay là mình đánh rất đã. Trong khi đó thì đối với con Realme 6 thì nó có phần hơi nhỏ một chút, rất dễ thao tác. Khi mà màn hình nhỏ này rất dễ thao tác, tuy nhiên là cái trải nghiệm khi mà chơi game nhìn cái màn hình ở trên này, khi đặc biệt là khi combat trong những cái trò chơi mà như Liên Quân chẳng hạn, thì nó nhìn không đã, không sướng tay bằng với lại con Realme Note 9S. Thì vừa rồi là bản đánh giá của mình, so sánh của mình giữa hai sản phẩm này. Và nếu các bạn có ý kiến hay là có góp ý nào, các bạn sẽ comment ở trên dưới đây nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.